Sau khi Niệm Bằng vượt qua bài khảo thí của Hắc Dạ, hắn liền dẫn tới phòng thí nghiệm để tham quan. Ông cho biết ma pháp sư trên đại lục đều có thể chất ma pháp đơn hệ nên số người có ma pháp song hệ cực kỳ hiếm hoi. Lúc người khác biết ông là ma đạo sĩ song hệ đều khiếp sợ, nhưng thái độ của Niệm Băng lại không, chứng tỏ đã quen với điều đó. Niệm Băng lấy ra hòa thuật và bằng thuật, biết hắn cũng là người song hệ, Hắc Dạ liền bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa là hai thuộc tính hắn sở hữu lại tưởng khác nhau. Hắc Dạ thì không may mắn như vậy, hai thuộc tính ma pháp của ông ức chế lẫn nhau khiến ông không thể nào đột phá thành ma đạo sư. Vốn dĩ Hắc Dạ đã tuyệt vọng rồi nhưng bây giờ nhìn thấy hắn nắm giữ hai loại ma pháp thuộc tính tương xung lại có thể tu luyện tới cấp đại ma pháp sư, cho nên hy vọng cũng được lóe lên. Niệm Băng xin ông ta chỉ giáo cho mình cách cân bằng hai loại ma pháp băng hỏa. Hắn thì triển ma pháp cho đối phương quan sát kiểm tra. Nhìn khắp toàn bộ ngưỡng quang đại lục, việc đồng thời tu luyện song hệ ma pháp có thuộc tính tương khắc. Chỗ nào cũng đều là thiêu thần tự bay vào lửa, ông chưa từng nghe nói có người may mắn sống sót. Về phía Kha Lô, ông ta đi tới công hội ma pháp sư của đế quốc Băng Nguyệt, giải thích với sư cửu rằng mình được Niệm Băng giới thiệu tới đây. Nghe tới tên Niệm Băng, sư cửu liền không vui. Kha Lô cũng đoán được hai người có khúc mắc gì đó nên lập tức lên tiếng nịnh nó sư cửu. Cách này quả nhiên có hữu dụng, thấy hắn vui vẻ đắc ý, Kha Lô liền ngỏ ý muốn hắn dẫn mình tiến vào bên trong bài chuyện hợp tác. Lúc này Niệm Băng vẫn đang dung hòa hai loại ma pháp, điều khiển được hai loại ma pháp băng hỏa đến bây giờ vẫn chưa tẩu hòa nhập ma thì đúng là một điều kỳ diệu. Ông nghiên cứu xong hệ ma pháp cả chục năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thể chất kỳ lạ như thế này. Vừa mới nói xong thì lực lượng băng và hỏa của hắn đã xung đột lẫn nhau, Niệm Băng dần dần mất khống chế. Hắc Dạ đành ra tay cản lại, hai loại ma pháp pha chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn đánh đổ trận pháp phòng vệ, nhưng lão không trách mà còn khen ngợi. Về phía Tử Thành Kiếm, hắn đang huấn luyện chiến đấu trong trạng thái cuồng hóa với sư phụ của mình. Thanh Mộng lo sợ rằng nếu như sư huynh của mình không khống chế chiêu này tốt thì có lẽ toàn bộ học viện Lan Mộng sẽ bị đánh sập. Thời gian mà Tử Thành Kiếm duy trì được sự tỉnh táo sau khi cuồng hóa chỉ có 3 giây nên sau này không được phép tùy tiện sử dụng. Một khi mất khống chế sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể và những người xung quanh. Niệm Băng lấy ra hai thanh đao cấp bậc thần khí là Chính Dương đao và Thần Lộ đao cho Hắc Dạ xem. Lão ta muốn Nam Chính dùng Chính Dương đao tấn công thử. Niệm Băng phóng ra một đòn hỏa công kích, nhưng Hắc Dạ chỉ cần đứng yên một chỗ đã hấp thụ hết đòn công kích. Lão nhận định hắn quá phụ thuộc vào bảo vật Tàng Phúc. Tuy rằng bảo vật có trợ giúp rất lớn, giảm thiểu phần lớn thời gian thị pháp, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới uy lực. Ông đoán ra được rằng hắn đã dùng hai viên bảo thạch tu luyện từ khi còn nhỏ. Tại sao bảo thạch hiếm có như này, hắn không khảm lên pháp tượng mà lại khảm lên trên thanh đao? Niệm Băng mới giải thích, bản thân ngoại trừ là ma pháp sư còn là chủ sư nữa. Lão ta nghe vậy, liền thu nhận hắn làm học trò. Ngoài ra còn tuyên bố từ này sẽ cùng Niệm Băng ở đây bế quan tu luyện, nghiên cứu sự huyền bí của song hệ pháp. Niệm Băng phải bắt đầu từ việc minh tưởng ma pháp. Muốn để băng hỏa hòa hợp lẫn nhau thì phải thông qua lực ly tâm xoay ổn định để duy trì sự cân bằng tương đối. Nhưng khó khăn là mỗi lần hắn minh tưởng thời gian dài thì lại mất khống chế. Thế là hắn phải minh tưởng theo chu kỳ tranh thủ để mỗi lần mất khống chế thì thời gian sẽ kéo dài hơn so với lần trước. Dựa theo phương pháp này, Niệm Băng cuối cùng đã làm được. Sự bài xích giữa băng ma nguyên và hỏa ma nguyên cuối cùng cũng nhỏ hơn. Sau bấy nhiêu nỗ lực cố gắng, hai loại ma pháp trong người cũng được cân bằng. Hắn đã có thể minh tưởng trong một thời gian dài. Phượng nữ sau nhiều ngày di chuyển đã đến được học viện Lan Mộng. Người đầu tiên nàng gặp là Tử Thành Mộng. Phượng nữ thẳng thắn nói ra mục đích mình tới đây để tìm viện trưởng của học viện, khiêu chiến với ông ấy. Hắc Dạ và Niệm Băng vừa mới ra ngoài, liền nghe được tin tức trước cổng học viện xuất hiện một cô gái muốn khiêu chiến với chủ nhiệm của khoa võ kỹ. Thấy thú vị nên hai người cũng ra ngoài xem. Muốn gặp viện trưởng đâu phải chuyện dễ dàng, Thanh Mộng thấy nữ nhân trước mặt quá ngông cuồng rồi, cho nên đã yêu cầu một trận tỉ thí. Nếu phượng nữ muốn vào trong thì phải thắng được mình trước đã. Tử Thanh Mộng rút kiếm liên tục tấn công về phía phượng nữ, vậy nhưng nàng lại không hề tấn công ngược lại, chỉ một mực tránh né. Nàng biết thực lực giữa mình và Thanh Mộng chênh lệch quá xa nên không muốn làm khó đối phương. Nhưng điều này càng làm cho Thanh Mộng tức giận, nghĩ là phượng nữ khinh thường mình, thế là Thanh Mộng càng tấn công mạnh mẽ hơn. Cô nàng bộc phát đấu khí rồi tung ra tuyệt chiêu, Thúy Mộ Đoan Ngưng tấn công, thành công ép cho phượng nữ phải rút kiếm. Hai đòn đấu khí va chạm nhau. Chỉ một lần xuất thủ, Thanh Mộng đã nhận lấy kết quả thất bại. Võ kỹ của cô nàng không yếu, nhưng đấu khí lại thấp hơn phượng nữ, thua cuộc cũng là điều hiển nhiên. Phong thái và vẻ đẹp của phượng nữ làm cho Tử Thành Kiếm siêu lòng. Hắn ngỏ ý muốn so vài chiêu với nàng, phượng nữ cũng đồng ý,
Lúc này Niệm Băng và Hắc Dạ đã đi tới. Nam chính lập tức nhận ra người quen. Phượng Nữ và Tử Thanh Kiếm giao kèo với nhau là không dùng kiếm, chỉ so tay. Tử Thanh Kiếm xuất ra pháo đấu khí tấn công, còn Phượng Nữ triệu hồi một con phượng hoàng lửa đối đầu với hắn. Hai luồng đấu khí va chạm nhau, nổ tung. Hắn ta tiếp tục dùng tay tấn công. Phượng Nữ lại triệu hồi một con phượng hoàng lửa đối đầu với trọng kích của hắn. Tới đây thì hắn mới nhận ra đấu khí của Phượng Nữ mạnh hơn mình rất nhiều. Trọng kích vốn là thế mạnh của hắn. Thế nhưng giờ cô nàng này lại hóa giải chiêu thức một cách dễ dàng. Hắn cảm thấy khí tức của Phượng Nữ rất quái lạ, dễ dàng hóa giải đấu khí của mình. Phượng Nữ thẳng thắn cho biết, chiêu thức của tên này quá cường mãnh, không đủ linh động, nên dù không dùng tới đấu khí thì hắn cũng không có cửa thắng. Phượng Nữ nhảy lên không trung, rồi xuất ra cửu ly đấu khí. Chiêu thức hai bên va chạm tạo thành vụ nổ, dư chấn lan ra xung quanh khiến mọi người gặp nguy hiểm. Hắc chủ nhiệm phải xuất ra thổ thuộc tính để bảo vệ mọi người. Ông nhận định Phượng Nữ quả thật không hề đơn giản một chút nào. Tử Thanh Kiếm đuối sức nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn xuất ra chiêu thức sinh tê hoàn liệt trong ưng thủ. Đây là một trong 7 loại cấm thủ của giới đầu bếp. Nếu như dùng trong thực chiến thì nó có thể tháo tứ chi của một người một cách dễ dàng. Đòn công kích của hắn ta có thể xé tan đấu khí của nàng. Dù là vậy thì nàng ta vẫn không bị thua thiệt. Nàng nhanh chóng phản công, đẩy lùi Tử Thanh Kiếm rơi xuống dưới. Niệm Bằng thấy vậy, lập tức chạy tới, đỡ hắn ta lại. Đến đây cô nàng mới nhận ra sự xuất hiện của Niệm Bằng. Hai người trò chuyện qua lại một lúc, Niệm Bằng ngỏ ý muốn so tài với Phượng Nữ, vừa vặn nhân cơ hội này để kiểm nghiệm chút thành quả tu luyện. Tập phim đến đây là hết rồi, video của mình cũng khép lại tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!